Đây là chuồn nuôi ngan. Ở trong miền Nam thì người ta gọi con ngan này là Việt Xiêm. Giống ngan lai Pháp, màu trắng. Nếu như không có lời thuyết minh thì các bạn cứ nghĩ đây như các chú thiên nga. Trắng phao phao, rất sạch sẽ. Ăn đến đâu, lớn đến đó. Hệ thống máng ăn, máng uống được thiết kế tự động. Trên là sàn, dưới là láng xi măng để thoát nước và thu nguồn nước ý ra ngoài bãi cỏ. Ngan còn sướng hơn cả người. Người còn lao động vất vả mới kiếm được miếng ăn. Khi có đồng tiền rồi phải di chuyển mới đến được các bãi biển để tắm, hoặc vào bãi biển Quy Nhơn, hoặc vào bãi biển Sầm Sơn hay Đà Nẵng, vân vân. Nhưng các chú ngan này được tắm ngay trên bãi biển, trong sân nhà của mình, ngay trong chuồng của mình, đã cũng có bể tắm. Tất cả các chuồng trại đều được thiết kế với hệ thống phòng dịch. Ngoài phòng dịch bằng các loại cây thảo dược, bên cạnh đấy còn có dung dịch để phòng dịch. Và dung dịch thảo dược này được đưa cái đường ống vào trong cái bể mang uống tự động. Và đây nữa, các chú lợn siêu nạc. Khi người đến tham quan, các chú tưởng là cho ăn. Rất ngoan ngoãn, rất khỏe, nhanh nhẹn, và đặc biệt hơn thế nữa là rất sạch sẽ. Con nào con ấy nằm dưới quạt trần, ngủ tiết thò lò luôn, ăn đến đâu, lớn đến đấy. Bên cạnh mỗi một chuồng chăn nuôi đều có các cảnh sát để bảo vệ. Đứng trên đồi A1, quay xa xa phía bên kia là đồi A3. Và phía bên phải ở trên tét nước kia là đồi A2. Như vậy trang trại nông nghiệp sinh thái Mai Hiền được hợp thành 3 quả đồi A1, A2 và A3. Đàn gà lông đỏ tía màu, ghen ghen đàn vịt trắng phao ước gì. Các chú gà chỉ còn thời gian ngắn nữa là đến tuổi xuất chuồng. Gà chưa đến tuổi xuất chuồng mà khách hàng mua đã gửi bu ở sẵn rồi, gửi lồng ở sẵn đây rồi, nhận phần rồi. Quê hương ở đâu nhỉ? Quê hương ở đây. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Cây khế rất sai quả trên đồi A1 ngay bên cạnh chuồng gà. Và đây là những cây bưởi được trồng ngay trên sân chơi, trên diện tích chăn thả của chuồng gà trên đồi A1. Vô cùng sai quả. Năm nay lại xa hơn cả năm ngoái. Cây nào cũng vậy. Vì quá sai cho nên các quả nặng đã làm cho các cành phải cong hết xuống, phải dùng cây tre để chống. Xung quanh gốc cây bưởi là những bể cá, tận dụng từng mét vuông. Nhờ bóng tán cây bưởi làm mát cho bể cá, và nhờ bể cá lại làm mát cho cây bưởi. Đúng là mạ nhờ nước, nước nhờ mạ. Cá nhanh lớn, bưởi rất đẹp, rất sai. Đặc biệt hơn thế nữa là ăn quả rất ngon. Đâu đâu cũng vậy, những cây bưởi sai chịu quả.